Còn bên nhà xe kiện mình thì mình không sợ đâu. Mình chả có sợ ai hết á. Đi trên cao tốc thì vẫn có thể dừng lại được cho khách hàng đi vệ sinh mà. Ai nói với bạn là đi xe trên cao tốc thì có thể dừng xe được? Theo quy định tại điều 26 của luật giao thông đường bộ 2008 ấy, thì chỉ có hai cái trường hợp là có thể được dừng xe trên cao tốc. Đó là trường hợp xe bị hư hỏng hoặc là trường hợp cứu người trong trường hợp khẩn cấp. Ví dụ như trong cái trường hợp bạn cần đi vệ sinh ấy, mà cái việc đi vệ sinh đấy nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bạn ấy, thì có thể bạn yêu cầu lái xe người ta tấp vào. Thế tuy nhiên thì ở đây cái câu chuyện là bạn là người bình thường. Thế trong trường hợp mà nếu như mà bị Tào Tháo đuổi ấy, thì nó mới khó chịu đến cái mức độ mà không thể chịu được. Chứ còn nếu như mà đi vệ sinh nhẹ thì tôi nghĩ rằng vẫn có thể chịu được. Chứ nó không đến cái mức độ mà bạn gọi những cái thanh niên yêu hội họa đến rồi là tác động vật lý và lái xe như vậy. Cái điều đó là điều không chấp nhận được. Theo nội dung của những cái video khác thì người lái xe có thể không có tỷ lệ thương tật. Nhưng đối với cái việc là nhiều người tác động vật lý với một người và bạn có một cái tình tiết tăng nặng, đó là phạm tội có tính chất côn đồ. Côn đồ có nghĩa là gì? Có nghĩa là không vì lý do gì hoặc vì những cái lý do rất là lãng nhách mà bạn cũng tác động vật lý với người ta. Mà ở đây bạn là cầm đầu chủ mưu nhé. Bạn gọi người ta đến để thực hiện cái việc tác động vật lý đối với anh lái xe. Với cái tình tiết tăng nặng như vậy thì kể cả là anh lái xe cái tỷ lệ thương tật nó không đủ 11% vẫn có thể bị khởi tố được. Đừng nói cái câu chuyện là không sợ ai. Tất cả mọi người đều sống và làm việc theo quy định của pháp luật. Nói không sợ ai thì tôi thấy là đang có cái dấu hiệu của cái việc là coi thường pháp luật. Đối với những cái bị can, bị cáo ấy, sau này ra tòa, đứng trước vành móng ngựa thì luôn luôn nói một câu là bị cáo rất ăn năn hối hận, xin hội đồng xét xử cho bị cáo một cơ hội để làm lại cuộc đời. Bị cáo đã rất ân hận về hành vi của mình. Các cụ vẫn nói là chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người thì mặt vàng như nghệ. Cộng đồng mạng sẽ lên án bạn và có thể pháp luật sẽ trừng trị cái hành vi mang tính chất côn đồ như vậy.